Xin chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube của công ty Hàng Nhân Đất Việt Nam. Thì mình là Lượng. Hôm nay mình sẽ mở hộp đồng thời giới thiệu với các bạn những cái tính năng cũng như là cái phần cứng bên trong của con dòng đồng cái dòng bộ điều khiển công suất cuộn là TVR 380V sẽ 440V dòng 320A. Cái dòng này công suất khá là lớn nên kích thước của nó rất lớn. Các bạn thấy đây, bề ngang nó còn cái thùng không cũng đã gần cả mét rồi. Thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn cùng nhau mở hộp xem bên trong nó có những gì. Con này thì giá thị trường nó dao động tầm khoảng là từ 30 cho tới 40. Rồi, đây bên trong. Bên trong thì nó đóng gói cẩn thận, ngay cả muối xốp rồi nó bỏ những cái phụ liệu mà để cho chống sốc này kia rồi đó. Thiết kế thì nó giống như một cái tủ điện luôn rồi. Rồi, đây thì nó sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng. Con này thì khá là lớn nhưng mà cái hướng dẫn là khá là nhỏ, éo thôi. Nhưng mà không có gì để hướng dẫn sử dụng, nó chỉ có hướng dẫn cách đóng gói thôi. Rồi, phần cứng ở đây nhìn thì nhìn trong đây sẽ rõ hơn. Để mình cố gắng mình khiêng nó ra nha. Rồi, đây là sản phẩm của chúng ta. Con này thì công suất là 320A, thông số nó ghi trên đây. Model của nó thuộc dòng là TBR3B, dòng tải là 320A, điện áp hoạt động là từ 380 cho tới 440V AC. Rồi, về phần đấu nối á, thì các bạn sẽ đấu gõ vào bên trên, 3 pha gõ vào. Và ngõ ga đây thì các bạn đấu gõ ga đây, 3 pha. Không cần cắp nguồn cho nó, nó sẽ sử dụng nguồn ở trên đây để nó nuôi cho cái bo điều khiển bên trong. Còn về mặt ở đây á, thì nó sẽ hiện chúng ta là thứ nhất là các cái nút điều chỉnh nguồn cũng như là nút reset lỗi, các cái trạng thái điều khiển. Đây, cái switch điều khiển nó nhận tín hiệu là 420, 1-5, biến trở, tín hiệu run top và cảnh báo. Rồi, con này thì đầy đủ tất cả các tính năng về an toàn trên thị trường có. Nếu mà các bạn có nhu cầu về mặt thiết bị cũng như là thông số kỹ thuật đó, thì các bạn có thể liên hệ bên công ty mình hoặc là hệ thống đại lý của Hàng Nhân. Ở đây thì nó có cái hệ quạt tản nhiệt đảm bảo cho cái con này lúc nào nó cũng mát hết. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc.